số 297. Subhabhutan bhakkhucchanti sada gotamasa vaka yesang di di Em xin lỗi. Trẻ mình tí mười lớn quá. Xuất ba bữa thần ba bữa chành tí sa đà gù tâm á xà quá cà về sang đi qua chớ ra từ chớ ní chân thầm mơ gá tà xa tí Xuất ba bữa thần ba bữa chành tí sa đà gù tâm á xà quá cà về sang đi qua chớ ra từ chớ ní chân thầm mơ gá tà xa tí Xuất ba bữa thần ba bữa chành tí sa đà gù tâm á xà quá cà về sẵn đi qua chà ra tôi cha ni chân tham ma ga ta sa ti đệ tử Gotama luôn luôn tự tỉnh giác vô luận ngày hay đêm thường tưởng niệm chánh pháp bản dịch của hòa thượng Minh Châu sơ ba bữa thăng ba bữa chanh ti sa đa Gotama sa qua cà về sẵn đi qua chà ra tôi cha ni chân tham ma ga ta sa ti sớp ba bữa thằng ba bữa chanh tí sa đà gô ta ma sa qua cà về sang đi qua cha ra tôi cha ni chân tham ma ga ta sa ti đệ tử của Đức Như Lai ngày đêm tĩnh niệm trọn bài Đạt Ma luôn luôn tĩnh niệm tăng già như người canh cửa lơ là chẳng nên phổ thơ của hòa thượng Giới Đức và kính nhân Đức Lai Đạo Tràng. Dạ, alo mẹ bầm, đã có nghe tự nhiên không? Dạ, cảm ơn Nhật Quỳnh. À, tại vì nãy giờ mạng yếu quá, không có vô được, vô nghe tiếng được, tiếng mất. Dạ, bây giờ đạo tràng đã nghe rõ. Dạ, con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng. Dạ, bây giờ tự nhiên xin kệ bài kinh Pháp Cú số 297. Nhật Quỳnh. Sắp thăng tí sắm mắt dê sang đi qua cho rách tô cho nít chàng thầm má gắt tài sơ tí sốt ba bùa thăng ba bùa chàng tí sa đa gô ta ma sa quá gà dê sang đi qua cho rách tô cha nít chàng thầm má gắt tài sơ tí đệ tử Gotama luôn luôn tự tỉnh giác vô luận ngày hay đêm thường tưởng niệm chánh pháp Sô ba bùa thăng ba bùa chan ti sa đa gu ma ba tu cha Tha-ga-ta-sa-ti Đệ tử của Đức Như Lai ngày đêm tĩnh niệm trọn bài Đạt Ma luôn luôn tĩnh niệm tăng già như người canh cửa lơ là chẳng nên và phổ thơ này của Hòa Thượng Giới Đức và tự nhiên đã kể xong không mời tự nhiên không thấy bàn tay. Dạ, bây giờ tự nhiên xin xuống mic. À, kính mời quý vị tiếp tục, mình tự nhiên không thấy bàn tay được. Dạ, sa thú, kính cảm ơn cô tu nữ tự duyên. Dạ, không có ai đưa tay hết thì làm sao cô thấy? Dạ, nó mô bức hai. Dạ, cảm ơn Hoa Nguyệt cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ. À, kính lạy cô tu nữ Khánh An về vào đạo tràng, mến chào Dung Nguyễn về vào đạo tràng. Dung Nguyễn ơi, Dung Nguyễn có thể cầm mic được không? Dung Nguyễn cầm mic được không? Mời Dung Nguyễn. Dạ cô Cúc Hạnh Nhật Quỳnh thấy cô cho tín hiệu nghe rõ mà cô có cầm mic được không cô? Ha, sa thú, mời Dung Nguyễn nha.
Dạ, con chào cô nhà phụ huynh. Dạ, con mới có vô cho con mở lên con thấy cái màn hình không có gì hết trơn. Con còn mít đó làm gì cô, à đọc kinh cho cô. Dạ, con kính chào cô tu nữ tự duyên. Con xin phép sẽ trả bài kinh Pháp Cú 297. Dạ. Dạ, con kính lành lễ ân đức ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ, con kính lành lễ chư tôn đức Tăng ở trong đời tràng. Con kính chào quý bà quý cô tu nữ và con kính chào tất cả các cô chú trong đời tràng. Dạ, con xin phép kể cái câu Pháp Cú 297. Lâu hết rồi con không có vô rơm. Giờ con cũng con cũng đọc gì chứ con cũng không biết nó chính xác hay không. Sa pa bu tang ba bu chang te sa da gu ta ma sa wa ka ye sang di wa cha ra cha ni chang tham na ga ta sa te ba bu tang ba bu chi sang te sa da gu ta ma sa wa ka da sang di wa cha ra to cha ni chang tham na ga ta sa te bụt ba bụt tăng sập ba bụt tăng ba bụt chân tí sa đa gô ta mà sa hóa ca ye sang đi qua cha ra tô cha nít chăng tham ma ga ta sa tí để tu tham ma luôn luôn tự tỉnh giác vô luận ngày hay đêm thường tưởng niệm chánh pháp. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Đệ tử của Đức Như Lai ngày đêm tĩnh niệm trọn bài Đạt Ma, luôn luôn tĩnh niệm tăng già như người canh cửa lơ là chẳng nên. Dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con đã kể xong kinh Pháp Cú ạ. Dạ, con kính xin dâng mít đến cho đạo tràng ạ. Sa thủ kính cảm ơn Dung Nguyễn rất là nhiều. Vừa vào là Nhật Quỳnh níu áo liền mà đọc cũng giỏi quá chừng, mặc dù học lâu rồi không cầm mic mà kể rất là hay. Và có người khen Dung Nguyễn đọc vững vàng và kể hay luôn đó Dung Nguyễn. Nam mô Bích Thai. Dạ, tâm pháp không chạy ra chạy vô hoài để coi tâm pháp vô được chưa. Tâm pháp ơi, có cầm mít được không? Tâm pháp ơi, có cầm mít được không? Nhật Quỳnh nhường mít cho Nhật Quỳnh một tín hiệu đi. Rồi, mời tâm pháp nha. Nam mô Bích Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sáng Khà Dạ. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, con thành kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, con thành kính đảnh lễ đại đức Minh Mẫn, con kính lễ quý bà quý cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ Tề Duyên, cô tu nữ Thâm Má Cha Rí, con kính chào quý đạo hữu và con kính tri ân đạo tràng cho biết âm thanh rõ. Chức Nhật Quỳnh này cho tâm pháp xin bài hả. Dạ, tâm pháp mới về tới nhà. Dạ, con xin phép đọc câu Phật ngôn 297. Sáp báp bút thăng báp bút chan tí sá đà cô tá má sa quá cà dê sang đi quà chá rát tô chá nít chăng thăm má gá ta sá tí. Đệ tử cô tá má luôn luôn tự tỉnh giác vô luận ngày hay đêm thường tưởng niệm chánh pháp của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sa pa bút thăng ba bút chan tí sa đa gô ta ma sa quá ca dễ sang đi qua cha ra tô cha ni chăng tham ma ga ta sa ti.
Đệ tử của Đức Như Lai ngày đêm tĩnh niệm trọn bài Đạt Ma, luôn luôn tĩnh niệm tăng già như người canh cửa lơ là chẳng nên của Hòa Thượng Giới Đức Hà Tâm Pháp. Ai tri ân sức nhật mình thật là nhiều, đừng cho tâm pháp để tạo thiện phước. Dạ con kính tri ân đạo tràng. Nam mô Bụt Tha. Dạ. Thỉnh pháp sư á, tâm pháp chưa có kịp lấy bài kinh ra nữa, mới về về tới nhà sao không kịp đó. Xích nhật quỳnh quan hỷ cho tâm pháp nha. Nam mô Bụt Tha. Dạ. Dạ, sa thủ kính tâm ơn tâm pháp rất là nhiều. Vì mình muốn tất cả mọi người đều cầm mic rất là hoan hỷ, chỉ trừ Xích Hoàng Nguyệt thôi. Nghe Hoàng Nguyệt nghe. Dạ, Nam Mô Bụt Tha. Dạ. Dạ, con xin được đọc bài một lần và dạ cảm ơn Hoàng Nguyệt cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu và con sẽ cung thỉnh pháp sư. Dạ, con xin được trả bài ạ. Sập Bát Bút Thằng Bát Bút Chánh Tí Sát Đa Gô Tâm Ma Sa Qua Ca Về sang đi qua chát rát tờ cái nít chăng thăm mát gà ta sát tí. Đệ tử Gautama luôn luôn tự tỉnh giác vô lực ngày hai đêm thường tưởng niệm chánh pháp. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Còn xin kể một lần. Sự ba bút thăng bà bút chánh tí Sá đa Gautama sá qua ca về sẵn đi qua chà rạch tô cha nít chăng nít thăm mà gà ta sẽ nít chăng thăm mà gà ta sa ti. Đệ tử của Đức Như Lai ngày đến tĩnh niệm trọn bài Đạt Ma, luôn luôn tĩnh niệm tăng già như người tranh cửa lơ là chẳng nên. Và đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng và Nhật Quỳnh kính cảm ơn tâm pháp Dung Nguyễn, cô tu nữ Tuệ Duyên, cô Ái Minh, cô tu nữ Thâm Má Cha Ri Cẩm Vân và Xích Sương Mai đã hoan hỷ lên ông bài. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh đám tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi chúng ta được đại đức minh mẫn giảng dạy bài học ngày hôm nay. Dạ, Nam Mô Bụt Tha. Dạ. Nam mô Tham Ma. Dạ. Nam mô Sang Kha. Dạ. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddha Sa. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddha Sa. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddha Sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lỗ mọc đặng nhờ ánh sáng trổ hoa lành đại tàng mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiều khắp ba cõi rõ đường an vui phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi quyết công mở đạo dạy đời nhằm vườn lộc giả ngày giờ chân sang thuyết pháp đổ các hàng đệ tử có năm thầy trinh giữ pháp từ đó là nhóm kiều trận như được nếm hương vị phù dư niết bàn rồi từ đó mở mang giao pháp 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng chăng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phụ cập đám mưa lành rơi khắp thế gian bởi nhân cơ tính rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi chúng sanh ngồi khắp chốn đi tối mê cầu được trí trí vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha. Giá dạ đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức minh mẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng duyên sự ý nghĩa câu pháp của kinh số 298. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ sư có nghe được âm thanh con, sư cho con một tín hiệu bạch sư. Nam mô Bụt Tha. Giá
Dạ, sa thủ công kính nhân Minh Đánh Sư à. Dạ, sa thủ lành thay kính tri ân xích Nhật Quỳnh. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh. Cùng chư tôn đức hiện diện. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, thân chào chư Phật tử. Kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh cùng chư Phật tử đã cho biết là âm thanh nghe rõ. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học đến câu kệ pháp cú số 298. Chúng tôi xin được đọc qua câu kệ này hai lần rồi sau đó chúng ta cùng nhau bước vào phần tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi. Đoạn 1 của câu kệ Suppabuddhaṃ pabbucchanti. Suppabuddhaṃ pabbucchanti. Đoạn thứ hai, Sa-đà-gô-tam-ma-sa-wa-ca. Sa-đà-gô-tam-ma-sa-wa-ca. Đoạn thứ ba, Dê-sang-đi-wa-cha-rát-tô-cha. Dê-sang-đi-wa-cha-rát-tô-cha. Đoạn thứ tư, Nít-chăng-sang-kha-gát-ta-sa-tí. Nít-chăng-sang-kha-gát-ta-sa-tí. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng của câu kệ này. Ở trong đoạn đầu chúng ta thấy có hai từ. Từ đầu tiên, Suppabuddhaṃ. Suppabuddhaṃ. Từ này nếu mà mình tách cũng được, còn mà mình không có tách ra cũng được. Nếu mà tách ra đó thì tiếp đồng ngữ su cộng với là Suppabuddhaṃ. Chữ su có nghĩa là gì xin thưa quý vị? Chữ su đó, đúng rồi, chỉ có nghĩa đó là tốt, là thiện, là khéo léo. Rồi Suppabuddhaṃ. Suppabuddhaṃ đây là quá khứ phân từ của động từ Suppabuddhanti. 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 Mà Suppabuddhanti có nghĩa là gì? Có nghĩa là tỉnh thức nè, hiểu biết nè, tỉnh ngộ nè, tỉnh giác nè, hay là nhận thức ra. Thì đây là quá khứ phân từ. Quá khứ phân từ mình hiểu nó giống như một gerund ở trong tiếng Anh vậy đó. Gerund có thể làm danh từ. Thì thành ra động từ đó mà biến qua danh từ thì mình thêm chữ sự ở trước. Sự tỉnh thức, sự hiểu biết, sự tỉnh ngộ, sự nhận thức ra, sự tỉnh giác. Tiếp đồng ngữ su ở trước đó là khéo léo hay là tốt, là đẹp, mình thêm vô. Đó, như vậy là Suppabuddhaṃ là sự khéo tỉnh thức. Dạ đúng rồi.
Rồi Pabuchanti. Pabuchanti là Pabuchati mà chia theo ngôi thứ ba số nhiều, thành ra nó có cái hình thức là anti. À, thì đây là động từ của cái quá khứ phân từ Pabuthang. Rồi chúng ta bước sang đoạn thứ hai. Đoạn thứ hai chúng ta thấy gồm có hai từ. Từ đầu tiên Sada. Sada đây là một trạng từ, có nghĩa là luôn luôn. Luôn luôn là mọi lúc mọi khi. Và từ thứ hai Gotama Sawaka. Gotama là tên tộc của Đức Phật. À, xin lỗi, cái họ, họ của Đức Phật. À, thành ra Đức Phật Thích Ca đó, người ta còn gọi là Phật Gotama. À, Sawaka là thinh văn hay là đệ tử. À, như vậy Gotama Sawaka là đệ tử của Phật Gotama hay là chúng thinh văn của Phật Gotama. Đến đoạn thứ ba. Đoạn thứ ba chúng ta thấy gồm có bốn từ. Trong bốn từ này chúng ta thấy có hai từ chá giống nhau. Đây là liên từ có nghĩa và. Chữ dê xăng đây là quan hệ đại danh từ. Dê xăng ở đây mình dịch là của người nào. À, đây số nhiều chứ. Chúng ta dịch là của những người nào. Rồi, từ đi qua. Đi qua có nghĩa là ban ngày. Ratto có nghĩa là ban đêm. Ngày, đêm. Chúng ta bước sang đoạn thứ tư. Đoạn thứ tư chúng ta thấy có ba từ. Từ đầu tiên nít chăng. Nít chăng nó đối lại với là á nít chăng. Á nít chăng là vô thường thì nít chăng là thường. Thì chữ nít chăng ở đây mình lấy theo cái nghĩa trạng từ cho nên mình dịch đó là thường thường. Rồi sang khá cá ta. Chữ Sankhagata ở đây đó là mình tách ra cũng được, còn nếu mà mình dịch chung vậy cũng được. Nếu tách ra đó thì là Sankha cộng với là Gata. Sankha là tăng. Gata đây là một cái quá khứ phân từ của động từ Gacchati. Có nghĩa là đã đi đến. Nhưng mà trong trường hợp cái hợp từ này là Sankhagata này là mình dịch đó là câu hữu hay là câu hữu tăng. Chúng ta có một cái từ là kayagata sati. So manasa kayagata sati là thân hành niệm câu hữu hỷ. Câu hữu là đi chung, là đi theo. Thì Sankhagata, chữ sati, sati cuối cùng là niệm, sự niệm hay là niệm. Sankhagata sati là niệm, ha, niệm mà câu hữu tăng hay là niệm liên hệ đến tăng.
Như vậy là tăng là đối tượng của niệm hay là chánh niệm? Còn nếu mà mình dịch theo tự đó, sang kha là tăng, gata là đi đến, gata là đi đến tăng, rồi niệm đi đến tăng thì nghe nó không có hay lắm. Cho nên chúng ta dịch ra là niệm liên hệ đến tăng hay là niệm câu hữu tăng. Tức là tăng là đối tượng của niệm hay là chánh niệm. Rồi xong. Bây giờ chúng ta dịch văn xuôi. Ở đây từ Gotamasawaka là chủ từ. Thành ra chúng ta lấy cái chủ từ này chúng ta dịch trước. Gotamasawaka là các đệ tử của Phật Gotama Sada là luôn luôn. Luôn luôn. Pabuchanti là tỉnh thức hay là tỉnh giác. Suppabuthang tỉnh thức hay là tỉnh giác. Suppabuthang là sự khéo tỉnh thức hay là tỉnh giác, thì mình dịch gọn lại là khéo tỉnh thức hay là khéo tỉnh giác. Đó là câu 1. Câu thứ 2, câu thứ 2 ở đây chủ từ là chữ đi qua chá rắp tô chá. Chúng ta dịch trước. Ngày và đêm dê săn khi nãy đó chúng tôi lấy nghĩa cho quý vị đó ha, là những người nào thì những người nào ở đây nè chỉ cho thay thế cho chữ Gotamasawaka. Ngày đêm của những vị đó. Nichan thường thường. Tí niệm Sankhagata liên hệ đến tăng. Rồi đó là toàn bộ ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ Pháp Cú số 298. Kính tri ân Sĩ Thái Minh đã hỗ trợ phần post bài đánh máy để bà con chư Phật tử chúng ta cùng theo dõi kịp được phần chiết nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ Pháp Cú số 298. Và đó là cái việc dịch văn xuôi, xin thưa quý vị ha. Rồi đó là văn dịch của chúng tôi, thì thành ra nếu bà con chư Phật tử chúng ta mà giỏi văn đó thì mình có thể gọt giũa lại theo ý của mình, miễn làm sao đó đừng có mất cái ý đó là được. Tiếp theo chúng con thành kính cung thỉnh chư Tôn Đức. Xin được kính mời quý bà quý cô tu nữ cùng chư Phật tử chúng ta hướng về Tam Bảo để làm lễ tán dương. Rồi cùng bước vào học phần 2 và phần 3 của bài học hôm nay. Arahang samma sambuddho phakkhavā buddhaṃ phakkhavantaṃ avivādemi svakkhato phakkhavatā dhammo dhammaṃ namassāmi Suppatipanno Phakkhavato Savakka Sangho Sangham Namami Namaturatanatayassa. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Tăng. Báo phát sanh do sự cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức Tam Bảo. Một cách tóm tắt này,
Chúng con thành kính cúng dường đến chư tôn đức. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư tử, nguyện cầu phước báo và chư thiên hộ trì quý ngài cùng quý vị được thân tâm an lạc trong suốt thời gian sinh hoạt Phật pháp tại Rum Pháp Cú Kinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học đến câu kệ Pháp Cú số 298. Câu kệ này nằm trong phẩm Pá Kinh Ná Cá Quắc Gá, phẩm Linh Tinh hay là phẩm Tạp Lục. Câu kệ này cùng với câu kệ Pháp Cú số 296, 97, 99, 300, 301. Tổng cộng có 6 câu kệ có cùng một duyên sự. Được Đức Thế Tôn thuyết giảng khi Ngài ngự tại quê Lúc Anh Á, đề cập đến người con trai của ông Đa Rú Sa Tát Thích Kê. Tương truyền rằng có hai đứa bé cùng ở trong một thành phố. Một đứa là con nhà Chánh Kiến và một đứa đó là con nhà Tà Kiến. Hai đứa này nó chơi chung với nhau. Và đứa có Chánh Kiến đó, khi mà chơi bất kỳ một cái môn chơi nào đó thì cũng thường niệm về ấn đức Phật, như là Nam Mô Bụt Tha Sát hoặc là Nam Mô Bụt Tha Năng. Bụt Tha Sát đó là số ít, là đảnh lễ đến Đức Phật. Còn Bụt Tha Năng là số nhiều, là đảnh lễ đến chư Phật. Thì đứa bé mà theo Tà Kiến đó thì nó niệm theo Tà Kiến. Và đứa bé theo Chánh Kiến đó, khi mà chơi vậy đó, thường là nó thắng các người bạn khác. Và đứa bé Tà Kiến thấy bạn của mình thắng vậy đó, nghĩ là vì nhờ niệm cái câu niệm đó, cho nên mới thắng những người khác. Thì thành ra đó là đứa bé theo Tà Kiến đó dần dần cũng bắt chước theo. Một lần nọ, đứa bé Chánh Kiến cùng với cha của mình đi vào ở trong rừng để kiếm củi. Thì trên đường trở về trở về thành, trở về nhà đó, mới dừng chân nghỉ gần một cái ngôi mộ để bản thân của mình ăn uống rồi cho bò nghỉ ngơi. Nhưng mà khi mà ngồi nghỉ vậy đó thì không có quan sát dòm ngó để ý đến con bò, thành ra đó là cái con bò của ông ta ăn đầu mới nhập vô cái đàn khác rồi đi mất. Thì ông ta khi phát hiện ra bò nó đi rồi đó thì bắt mới chạy đi tìm. Và khi chạy đi tìm vậy đó thì ông ta để đứa con trai của mình ngồi ở dưới chiếc xe đó. Con trai của mình ngồi dưới chiếc xe đó. Và ông cứ đi mãi giờ ông về không được. Thì trời sập tối rồi, cha con vô thành được, thì cái đứa bé đó nó mệt mỏi, thành ra đó nó ngủ ở dưới cái chiếc xe luôn. Thì tại thành Rajagaha lúc bấy giờ có rất là nhiều phi nhân. Thì ngay thời điểm đó nó có hai con phi nhân, một con phi nhân đó là thiện và một con phi nhân đó là ác. Hai phi nhân thấy đứa bé đang ngủ ở dưới gầm chiếc xe đó, thì con phi nhân ác đó, phi nhân Tà Kiến đó. Tà Kiến đó thì là không có thích thiện, không có thích Phật, không có thích pháp, không có thích tăng. Còn phi nhân mà theo thiện, có Chánh Kiến đó, thì là ủng hộ. Phi nhân ác đó, thấy vậy cái mới nói với bạn của mình, nói
đứa bé này là miếng mồi ngon quá, tôi sẽ ăn nó. À, thì nghe vậy đó con phi nhân, mà theo chánh kiến đó, có chánh kiến đó, mới ngăn cản lại. À, nhưng mà phi nhân ác đã lên kế hoạch vậy rồi, đã có cái ước muốn vậy rồi, thành ra đó là thực hành cho bằng được. À, cho nên phi nhân ác nó mới lôi chân cái đứa bé. Thì khi đứa bé có một ai đó, đó, một cái gì đó, đó đụng chạm đến thân thể của mình đó, thì giật mình. Và khi giật mình đó, thì theo một cái thói quen có huân tập từ rất là lâu rồi, có thể đó là nhiều đời nhiều kiếp rồi. À, cho nên đó là giật mình cái thì cậu bé này mới niệm là Nam Mô Bụt Thát Xá. Dạ, Nam Mô Bụt Thát Xá. Và con phi nhân khi nghe cái câu niệm này đó thì sợ hãi. Dạ, sợ hãi cái là biến mất liền. Biến mất. À, thì lúc đó đó phi nhân chánh kiến mới nói với phi nhân tà kiến là nói tụi mình đã có lỗi với đứa bé rồi, tụi mình không nên làm vậy đâu. Thì thôi bây giờ đó là mình chuộc lỗi bằng cách đó là đứa bé này nó ngủ từ chiều tới giờ nên nó cũng đói rồi, cho nên đó là giờ chuộc lỗi bằng cách đi kiếm thức ăn về để cho nó no bụng. Hai phi nhân này mới đóng giả đóng như là cha mẹ của đứa bé đó, đi vào ở trong cung vua đó, để mà trộm thức ăn. Và hai phi nhân thì có quái lực, có thần lực, cho nên mới chú nguyện là chỉ có đức vua thôi mới thấy được họ, chứ còn ngoài ra những người khác không có thấy được. Nên bắt đầu vô trong cung vua đó ăn trộm cái mâm vàng của vua, đựng thức ăn đem về cho đứa bé đó ăn, và săn sóc giống như là cha là mẹ của đứa bé vậy. Đứa bé cũng cảm nhận người này giống như là cha là mẹ, cho nên đó là không có cái sự sợ sệt gì cả. Ăn uống một cách thoải mái, ăn uống xong rồi ngủ nghỉ tiếp. Thì trong cung đó, mới loan tin là có kẻ trộm vô ăn cắp đồ. Cho nên là quan quân ở trong cung đó mới đi khắp các nơi để tìm cái mâm đựng thức ăn, mâm bằng vàng. Đi ra cổng thành thì thấy cái mâm đó nằm ở cái chỗ của đứa bé đó. Nằm chỗ của đứa bé đó. Cho nên mới nghĩ rằng đứa bé này đó đã đánh cắp cái mâm vàng. Thành ra đó là bắt về trình cho đức vua. Thì vua mới hỏi: này em bé, chuyện này là như thế nào? Thì cái cậu bé em bé đó mới trả lời đó là: tâu hoàng thượng, con không biết nữa. Cha mẹ của con đem cho, hồi tối đã đem cho con ăn, rồi bảo vệ cho con, rồi con ăn no xong con ngủ một mạch tới sáng luôn. Con chỉ biết vậy thôi. Thì đức vua nghe nói là có cha có mẹ thì mới đòi cha mẹ của đứa bé này đến. Thì khi mà cha mẹ của đứa bé này đến là hai con phi nhân. Thì thành ra đó là vua biết rõ được cái sự kiện, cho nên là vua cùng với ba người này nè đi đến chùa gặp Đức Thế Tôn trình bày lên cớ sự. Vua mới hỏi Đức Thế Tôn: bạch ngài, chỉ có niệm ấn Đức Phật dạy giống như đứa bé này nè, hoặc là niệm ấn Đức Pháp, hoặc là niệm ấn Đức Tăng nè, mà được bảo vệ khỏi sự sợ hãi hay sao? Cái Đức Vua xin lỗi, Đức Thế Tôn nó mới trả lời nói: này đại vương, chẳng phải chỉ có niệm Phật không, mà người nào khéo tu tập, khéo tu tập nha, xin thưa quý, khéo tu tập sáu pháp này, sáu pháp tức là sáu cái đề tài ở trong sáu câu kệ này nè, xin thưa quý vị, thì người ấy đó không bị bùa chú hay là bệnh tật. Đức Thế Tôn ngài dạy vậy. Sau khi ngài dạy cho vua dạy xong, ngài mới thuyết lên một loạt sáu bài kệ.
Hôm nay chúng ta học qua bài kệ 298 Đức Thế Tôn Ngài thuyết. Supa bút thăng pa bút chan tí sa đà gô tam ma sa wa ca ye sang đi qua cha rát tô cha nít chăng sang kha gà ta sa tí. Câu kệ này được Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch kệ thơ 5 chữ. Đệ tử Gotama luôn luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm, thường tưởng niệm tăng già. Dạ rồi, thấy Sít Ái Minh có đưa lên cái bản dịch của Ngài Hòa Thượng Giới Đức thì chúng tôi đọc để quý vị cùng nghe. Đệ tử của Đức Như Lai ngày đêm tĩnh niệm trọn bài Đạt Ma, luôn luôn tĩnh niệm tăng già như người canh cửa lơ là chẳng nên. Và có cái bản dịch văn xuôi của chúng tôi nữa thì thành ra đó là những cái phần tham khảo bằng ngôn ngữ tiếng Việt để chúng ta hiểu ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ Bali mà Đức Phật Ngài dạy. Thì trong duyên sự đó, xin thưa quý vị, khi nãy chúng tôi trình bày đó, để Đức Thế Tôn Ngài dạy cho vua đây mình hiểu là vua xứ Rajagaha đó. Vua hỏi đó là bạch ngài vậy chứ chỉ cần niệm Phật cho thôi nè, hoặc là niệm Pháp thôi nè, hoặc là niệm Tăng thôi đó, mà được che chở khỏi nè, bùa chú nè, phi nhân nè, bệnh tật hay sao? Thì Đức Phật Ngài mới dạy cho vua đó, Ngài nói cho vua đó là tu tập nè, 6 pháp hay là 6 đề tài này nè. Thì ai mà tu tập thành mãn á, thì người đó sẽ không có bị bùa chú nè, không có bị phi nhân quấy phá nè, không có bị ốm đau bệnh tật. Điều đó có nghĩa rằng mỗi một câu kệ này nè là một đề tài, là một đối tượng của cái tâm mình đó, xin thưa quý vị. Một đối tượng hay là một cảnh để chúng ta tu tập, để chúng ta niệm tưởng. Bà con chư Phật tử chúng ta đã nghe được hai đối tượng rồi, hai câu kể đó, hai đối tượng hay hai cảnh rồi. Bây giờ chúng ta học sang đối tượng thứ ba hay là cảnh thứ ba. Đối tượng thứ ba, cảnh thứ ba của tâm ở đây đó là Sankhagata. Sankhagata là tăng già. Dạ, tăng già. Luôn luôn tỉnh niệm tăng già. Vậy thì niệm tăng già ở đây là niệm cái gì? Cái câu đầu đó chúng ta học đó là niệm Phật nè, niệm Pháp nè. Đến câu này đó chúng ta học niệm đến tăng. Vậy thì niệm Phật nè, niệm Pháp nè, niệm Tăng nè, là niệm cái gì ạ? Có phải đó là mình niệm đến cái danh tính? Dạ, niệm đến cái danh tính. Hay là mình niệm đến ân đức? Xin thưa quý vị, nếu mà mình niệm đến cái danh tính thì giống như kiểu mình réo gọi à. Dạ, giống như kiểu mình réo gọi thôi. Ví dụ như là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật nè, thì là mình niệm đến cái danh là Phật A Di Đà, hoặc là Gotama Phật, Gotama Phật nè, là mình niệm đến cái danh. Cái danh là cái mà người ta định đặt cho một một ai đó đó để mình có thể dễ dàng sinh hoạt với nhau, dễ dàng biết cái người đó. Vì nếu mà mình niệm theo cái kiểu mà sướng danh hoặc là réo danh đó đó, thì thử hỏi bà con chư Phật tử chúng ta, chứ mình có được cái lợi gì không? Không. Mà mình phải niệm đến cái ân đức, cái đặc tính, tính chất tốt đẹp người đó có đó,
À, rồi từ đó đó là gì? Bắt chước, sống theo. À, như vậy đó, mình mới có được cái sự tiến bộ, có được lợi ích, có được lợi lạc. À, hôm nay mình học đến là luôn luôn niệm tưởng tăng già, thì tăng già ở đây là đối tượng của niệm. À, do đó đó là khi mà niệm tưởng đến tăng già hay là tu tập đối tượng tăng già đó, thì có nghĩa đó là mình phải biết được các cái ân của tăng. À, các ân đức của tăng. Rồi từ cái chỗ đó đó mà mình thực hành theo hay là mình bắt chước theo. Cho nên có nhiều lần đó chúng tôi giảng rồi chúng tôi nói với quý vị đó, chúng tôi tu theo Phật. À, thì mình biết đó, Phật là ai? Ngài chứng đắc cái gì? Ngài dạy cái gì? À, chúng tôi tu theo Pháp là những lời dạy của Đức Thế Tôn, lời dạy của Đức Phật đó. Lấy giáo Pháp đó làm ý chỉ, làm chỗ y cứ để mình nói, mình làm theo. Rồi tu tập theo tăng là gì? Là mình lấy cái đời sống, sở hành, hành vi, lối sống của thánh chúng, đệ tử của Phật đó, mình bắt chước, mình nói theo. À, với cái việc làm như vậy, vậy nè, à, thì đối với thánh chúng đó, họ sẽ xử sự, họ sẽ làm như thế nào, bắt đầu ra mình bắt chước, mình làm theo vậy. Cách cư xử khi sống chung với nhau của thánh chúng đó, họ cư xử với bạn đồng phạm hành ra làm sao. Họ, nếu thánh chúng đó, đó là người xuất gia, thì khi đó họ đi đến, họ tiếp xúc với người cư sĩ tại gia đó như thế nào. À, thì mình bắt chước làm theo vậy. Xin thưa quý vị, như vậy đó thì mới được gọi là tu tập theo Phật, tu tập theo Pháp, tu tập theo Tăng. Và cái tu tập như vậy thì mình mới có được cái sự tiến bộ, mới cải sửa được những cái thói hư tật xấu ở trong con người của mình, làm cho sở hành, hành vi, lối sống của mình đó càng ngày càng tốt đẹp hơn, càng ngày càng hoàn hảo hơn. Cái hoàn hảo hơn, à, thì lúc bấy giờ đó, đến một lúc nào đó đó, mình mới được trở thành thánh chúng. Và mình mới được trở thành thánh chúng. Và khi mà mình được trở thành thánh chúng đó, thì mình mới hết khổ. Và mà hết khổ có nghĩa là gì, xin thưa quý vị? Hết ốm đau bệnh tật. Ốm đau bệnh tật ở đây có hai, là ốm đau bệnh tật về thân và ốm đau bệnh tật về tâm. Thì mình hết khổ có nghĩa đó là mình hết ốm đau bệnh tật về tâm. Khi nào vũ bỏ cái thân này đó, thì lúc đó mình sẽ hết ốm đau bệnh tật về thân luôn, tức là vô dư ý niết bàn đó, xin thưa quý vị. Thì khi đó mình hết ốm đau bệnh tật cả thân lẫn tâm. Dạ, cả thân lẫn tâm. Đó, thì cái đại ý của cái câu kệ này đó, chúng ta phải hiểu là như vậy. Niệm tưởng tăng già hay là tu tập tăng già, là niệm tưởng Phật Đà hay là tu tập Phật Đà, niệm tưởng Đạt Ma hay là tu tập Đạt Ma, là Pháp đó, xin thú vị. Là phải niệm tưởng tu tập theo kiểu như vậy đó. À, thì mình mới có lợi lạc nha, xin thú vị. Chứ còn mà nếu mà mình niệm tưởng, mình tu tập giống như cái kiểu là bùa chú đó, thì không có cái lợi ích gì cả. Không có lợi mà đôi khi đó còn có hại nữa. Chứ còn có hại nữa. À, vậy thì ở đây đó, vấn đề chúng ta cần phải hiểu đó là ân đức của Tăng. Thì ân đức của Tăng là gì, xin thưa quý vị? Có bao nhiêu? Được gọi là tăng. À, tăng là chữ sanh khá. À, nhưng mà chữ sanh khá ở đây đó là ở trên đó. Ở trên đó, à, chữ sanh khá đó là nằm ở cái đoạn cuối đó, xin thưa quý vị. Nicchăng sanh khá cái ta sát tí là niệm tưởng. À, tỉnh niệm hay là niệm tưởng tăng già. À, thì chữ tăng này nè chỉ cho Sawaka. À, mà Sawaka này đó
là Savaka của ai? Gotama Savaka. Gotama Savaka. Thành ra chữ tăng ở đây đó, mình nói cho nó đủ đó là thánh tăng. Vì cái chữ Savaka đó là thinh văn hay là đệ tử của Phật Gotama. Mà thinh văn hay là đệ tử của Phật Gotama đó là những người nè đã thành, đã hiểu nè, đã tin lời dạy của Ngài, rồi thực hành thành mãn lời dạy đó. Thực hành thành mãn lời dạy đó để trở thành đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn, đệ tứ sa môn. Đệ tứ sa môn. Thì lúc đó mới được gọi là thánh tăng. Hay là đệ tử của Phật Gotama, hay là thinh văn của Phật Gotama. Như vậy thì có nghĩa đó là để trở thành thinh văn, hay trở thành đệ tử, hay là trở thành thánh tăng đó. Thì buộc lòng là gì xin thưa quý vị? Người đó phải hiểu, phải tin và phải thực hành theo lời dạy của Phật Gotama. Vậy thì hiểu, tin là thực hành theo lời dạy của Phật Gotama, đó là thực hành theo cái gì? Đó là thực hành theo cái gì? Ở trong bài kinh Ân Đức Tam Bảo đó xin thưa quý vị. Thì ân đức thứ ba đó, bài thứ nhất đó là Itipiso là nói về ân đức Phật này. Bài thứ hai Swakato là nói về ân đức Pháp này. Bài thứ ba đó là Subhatipano là nói về ân đức Tăng. Thì bà con chư Phật tử chúng ta đã rất là nhiều lần đọc cái bài kinh này rồi, để chúng ta hiểu cái bài kinh này như thế nào. Suppatipanno Phakkawato Sawakka Sangho na. Uccuppatipanno Phakkawato Sawakka Sangho na. Ai nè. Nyayappatipanno Phakkawato Sawakka Sangho. Ba nè. Samicippatipanno Phakkawato Sawakka Sangho. Bốn nè. Tăng bảo là những người nè tin, hiểu nè, tin và thực hành theo bốn điều này. Thì khi thực hành theo bốn điều này đó mà viên mãn thành mãn, thì người đó sẽ trở thành gì? Chattari purisa yuga ni athapurisa pukgala. Là trở thành bốn đôi tám vị. Thì bốn đôi tám vị đây mình nói gọn lại đó là đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn, đệ tứ sa môn. Và khi trở thành đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn, đệ tứ sa môn này đó, thì lúc đó đó người đó là đối tượng xứng đáng để cho người đời đó cúng dường. Lúc đó xứng đáng để cho cúng dường. Lúc đó xứng đáng để cho người đời đó là dở mũ nè. Dở mũ xin thưa quý vị. Xứng đáng để cho người đời đó là gì? Chắp tay cung kính lễ bái. Và xứng đáng là gì? Là thửa ruộng phì nhiêu màu mỡ để cho người đời đó gieo hạt vào. Là xứng đáng là cái chỗ, cái kho lưu trữ chắc chắn vững vàng để cho người đời đó chôn của để dành. Chôn của để dành. Như vậy thì trở lại vấn đề này là người hiểu, tin, thực hành theo lời dạy của Đức Phật,
À, thì lời dạy của Đức Phật đó, mà để trở thành đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn, đệ tứ sa môn này nè, là lời dạy gì? Suppatipanno Phattavato Savaka Sangho. Chư Thánh Thinh Văn, đệ tử của Đức Thế Tôn, là những bậc đã hành nghiêm chỉnh đúng theo lời giáo huấn của Đức Phật. À, đúng theo lời giáo huấn của Đức Phật. Đó, mà lời giáo huấn của Đức Phật đó, thực hành nghiêm chỉnh lời giáo huấn của Đức Phật, thì lời giáo huấn của Đức Phật ở đây là cái gì? Chúng ta đã có học một câu kệ, mà trong đó Đức Thế Tôn Ngài dạy cho ông cái ông mà đệ tử cuối cùng của Đức Thế Tôn đó, xin thưa quý vị, Xuất Phát Đa. Ủa, có phải không? Đúng rồi, ông Xuất Phát Đa. Dạ, ông Xuất Phát Đa. À, Đức Thế Tôn Ngài nói cho ông Xuất Phát Đa đó là: này Xuất Phát Đa, ngoại đạo không có sa môn. Ngoại đạo ở đây đó, bà con chư Phật tử chúng ta hiểu là gì? Là ngoài bát chánh đạo hay là ngoài bát thánh đạo ra đó, không có sa môn. Có nghĩa đó là ai mà không có thực hành theo bát chánh đạo, bát thánh đạo, thì người đó không thể nào trở thành đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ sa môn được. À, đệ tứ sa môn được. Như vậy thì để trở thành đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ sa môn đó, đó là buộc lòng phải hiểu, phải tin và phải thực hành theo cho viên mãn bát chánh đạo hay là bát thánh đạo. Thì lúc đó mới trở thành đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ sa môn được. À, thì ở đây mình hiểu ân đức của Tăng là gì? Tăng là người hiểu nè, tin nè, tu tập bát chánh đạo thì họ mới trở thành tăng được, họ mới trở thành thánh tăng, họ mới trở thành đệ tử, họ mới trở thành thính văn. À, vậy thì mình là người hậu bối nữa, thì thành ra mình cũng phải bắt chước noi theo tăng. Ta tu tập bát chánh đạo, ta tu tập bát thánh đạo, thì mình buộc lòng cũng phải tu tập bát chánh đạo, bát thánh đạo. À, mình phải tu tập bát chánh đạo hay bát thánh đạo đó thì một ngày nào đó mình mới gia nhập vào cái gọi là thánh chúng, hay cái gọi là thính văn, hay cái gọi là đệ tử của Phật Gotama được, đệ tử của Đức Phật Gotama được. Thì thành ra đó là bốn ân đức, bốn cái ân đức đầu của tăng đó. À, đây xít ai mình đưa lên nè, là bậc thiện hạnh nè, bậc trực hạnh nè, bậc chân chánh hạnh nè, bậc nghiêm hạnh. À, thì bốn cái đức tính này đó là điều nói rằng người nào hay là người đó đó tu hiểu nè, tin nè, tu tập theo bát chánh đạo. À, thiện hạnh là tu tập theo bát chánh đạo một cách khéo léo. Trước cảnh là gì? À, thiện hạnh là tu tập theo bát chánh đạo một cách khéo léo. À, thiện hạnh đó là tu tập trung thực đúng theo bát chánh đạo. À, rồi tới chân chánh hạnh. Chân chánh hạnh là sao? Chân chánh hạnh đó là tu tập theo bát chánh đạo đó cho đến khi chứng đắc được niết bàn, ta thì mới thôi. À, rồi nghiêm hạnh. À, nghiêm hạnh là sao xin thưa quý vị? Sami Chipatipanno. À, là cũng tu tập theo bát chánh đạo đó một cách đúng đắn, thành mãn. Dạ. Và thành mãn ở đây là như thế nào? Thành mãn đây là đạt đến nơi đến chốn. Dạ, đạt đến nơi đến chốn.
Mà đạt đến nơi đến chốn là làm như thế nào? Là để trở thành đệ tử Sa Môn. À, thì lúc đó đó mới trở thành bậc A Hữu Nay Vô, là xứng đáng cho người đời người ta cũng vừa. Đó, cho người đời người ta cũng vừa. Đó, mình niệm tưởng đến ơn Đức Tăng đó là mình phải niệm tưởng theo kiểu vậy. À, chúng tôi xin được nói lại. Niệm tưởng Tăng đó là mình niệm tưởng, mình nhớ đến cái ân đức, mình nhớ đến cái công hạnh của Tăng. Để được gọi là Thánh Tăng, để được gọi là Thinh Văn, để được gọi là đệ tử của Phật Gautama, là những người đã hiểu, đã tin, đã tu tập thành mãn con đường Bát Thánh Đạo. Để trở thành đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn, đệ tứ sa môn. Khi trở thành bốn bậc này, thì lúc đó đã xứng đáng để cho chúng sinh cúng dường, xứng đáng để cho chúng sinh đó chắp tay lễ bái, xứng đáng là cái thửa ruộng phì nhiêu để chúng sinh gieo hạt, xứng đáng là cái chỗ giữ đó chắc chắn vững vàng để chúng sinh chôn của đế dạng. Chôn của đế dạng thì đó được gọi là thánh chúng hay là đệ tử hay là thinh văn. Mình tu tập theo Phật đó là mình phải bắt chước, mình phải học hỏi theo những cái gì này. Những cái gì này đó họ tu tập bát chánh đạo, vậy thì mình cũng ráng tu tập bát chánh đạo. Vậy thì tu tập bát chánh đạo là như thế nào? Bát chánh đạo đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh tuệ. Chánh niệm, chánh định. Đây là bát chánh. Rồi mình tu tập như thế nào? Chúng ta phải có chánh kiến đi trước nào, rồi đến chánh tư duy nè. À, thì thành ra là gì? Cố gắng chỉnh sửa, cải sửa cái tri kiến của mình cho nó đúng đắn, cho nó chân chánh. Mà đúng đắn chân chánh dựa trên cơ sở nào thì mới được gọi là đúng đắn chân chánh? À, mình phải hiểu. À, mình phải hiểu đó, vạn hữu theo kiểu nhân quả. À, mình mà tạo ra nhân thì tất yếu mình sẽ phải được hoặc là bị quả do cái nhân đó. Mình có cái quả đây nè, hoặc là mình bị cái quả đây nè, là vì do mình đã tạo ra nhân tương ứng. À, mình hiểu biết theo kiểu nhân quả vậy đó thì được gọi là có chánh kiến, hay là có tu tập chánh kiến, hay là đang tu tập chánh kiến. Chánh kiến được thể hiện ở khía cạnh thứ hai, đó là theo tam tướng vô thường, khổ, vô ngã. Mình phải thấy, phải hiểu vạn hữu đó, những cái gì mà tồn tại trên cuộc đời này nè, ở trên trái đất này nè, nó đều phải bị biến hoại đổi thay hết, không có cái gì mà trường tồn mãi mãi cả. Đó, mình hiểu, mình thấy vậy đó thì được xem như là gì? Có chánh kiến hay là đang tu tập chánh kiến. Và vì do nó biến hoại đổi thay vậy dẫn đến là gì? Là mình chịu không được. Người đời của mình chịu không được. Thì cái chịu không được đó đó được gọi là khổ. Do có sự biến hoại đổi thay vậy đó mới dẫn đến là gì? Chịu không được. Hay là bất tội nguyện. Nên nói theo từ chuyên môn đó là khổ. Và cái biến hoại đổi thay đó, đó không do một ai cả, xin thưa quý vị, mà do cái bản chất của cái đó. À, thí dụ như con người mình nè, mà biến hoại đổi thay đó là dựa vào cái bản chất của con người mình. Con gà mà biến hoại đổi thay là dựa vào cái bản chất của con gà. Con chó mà biến hoại đổi thay đó là dựa vào cái bản chất của con chó. Cái laptop này nè, chúng tôi đang giảng cho quý vị nghe đây, thì cái laptop này mà nó biến hoại đổi thay đó là cũng dựa vào cái bản chất của cái laptop này. Con người mình mà biến hoại đổi thay theo hiện giờ này, xin thưa quý vị, là khoảng 80 năm. Dạ, 80 năm đó là chết. Đó là biến hoại đổi thay. Con chó khoảng 10 năm. À, cái laptop này là tùy. À, nhưng mà các cái nhà sản xuất đó, họ sản xuất ra đó thì họ cũng đã ấn định có một cái tuổi thọ nhất định. Nhưng mà vì do cái sự hiểu biết của mình liên quan đến máy tính này nó không có nhiều, không có tới nơi tới chốn, cho nên mình không có biết chắc là cái tuổi thọ của máy tính này bao lâu.
Để biến hoại đổi thay nó dựa vào bản chất đẹp đấy, xin thưa quý vị. Như vậy là nó lệ thuộc đó. Dạ, nó lệ thuộc đó chứ nó không có tùy thuộc vào ý muốn của bất kỳ một ai cả. Biến hoại đổi thay đó đó. Thì lệ, biến hoại đổi thay mà bị lệ thuộc vậy đó, cái đó gọi là vô ngã. Dạ, sanh ra đó nó cũng tùy thuộc vào cái điều kiện của nó, và biến mất đi nó cũng tùy thuộc vào cái điều kiện bản chất của nó, chứ không có lệ thuộc, tùy thuộc vào ước muốn ý muốn của ai cả. Đó, mình thấy mình hiểu vậy đó thì được xem như là gì? Mình có chánh kiến hay là mình đang tu tập chánh kiến? Và khi mà tu tập thì chỉ vậy thôi. Tu tập vậy đó, từ từ cái bắt đầu là dẫn đến là gì? Tham giảm bớt nè, sân giảm bớt nè, si giảm bớt nè. Đó thì khi đó đó mới lòi ra thêm một khía cạnh nữa, đó là thấy biết con đường. Đó là khía cạnh thứ ba của chánh kiến. Và rồi khi mà tham giảm bớt mà sân giảm bớt mà si giảm bớt mà lười biếng biếng nhác giảm bớt mà rồi là hôn gì đó mắc cỡ thẹn thùng ăn năn hối cải này giảm bớt mớ đó, thì mình sẽ cảm nhận được cái sự an lạc của an lạc hạnh phúc của cái giảm bớt đó đó. Thì lúc đó đó mình hiểu chánh kiến qua thêm một cái khía cạnh khác nữa, đó là chánh kiến diệu quả. Và rồi nè, sau khi mà mình đã tiến đến các cái khía cạnh này của chánh kiến rồi đó, thì bây giờ chánh kiến tiến tới thêm bước nữa đó, đó là lúc này mình có cái gương, có cái gương, cho nên đây là mình sẽ soi rõ để xem coi những thói hư tật xấu nào mình đã từ bỏ rồi, những thói hư tật xấu nào còn lại. Đó là chánh kiến tiến triển thêm bước vậy đó. Thì dựa trên hay là nhờ cái sự thấy, sự hiểu biết theo kiểu nhân quả, theo kiểu tam tướng đó đó, cái mình xin thưa quý vị, mình nói nè, thì có phải lựa lời không xin thưa quý vị? Phải lựa lời. Nói cái người ta cần nghe thì lúc đó mình mới cho cái người ta cần. Đó. Rồi nói sao đó để cho người ta hiểu thì lúc đó là gì? Mình phải dùng ngôn từ nè, từ ngữ làm sao đó phù hợp với cái căn cơ hiểu biết của cái người đó, lúc đó người ta mới đón nhận mình chứ. Thì khi đó đó là mình có chánh ngữ nè, hay là đang tu tập chánh ngữ. Và chánh nghiệp là dùng cái thân này hành động nè, thì thân này hành động cũng dựa trên cái cơ sở của thấy hiểu biết đó, tức là cơ sở của chánh kiến đó. Bắt đầu đó là gì? Mình làm những cái gì nên làm, không làm những cái gì không nên làm. Đó thì ngay khi đó đó là mình có chánh nghiệp, hoặc là đang tu tập chánh nghiệp. Chánh nghiệp. Rồi cái con người mình đây nè, là mình cần phải có cái sự sống, duy trì cái sự sống này nè, mà dựa trên cơ sở của cái sự hiểu biết về nhân quả, về tham tướng đó đó, thì lúc đó đó là mình có chánh mạng, hoặc là đang tu tập chánh mạng. Và dựa trên cái cơ sở của cái sự hiểu biết đó đó, cho nên là gì? Mình cố gắng nè, thu thúc gìn giữ cái miệng nè, cố gắng thu thúc gìn giữ cái thân này nè, xin thú vị. Thì khi đó đó là mình có chánh tinh tấn, hoặc là đang tu tập chánh tinh tấn. Đang tu tập chánh tinh tấn. Đó rồi khi nói là mình biết mình đang nói cái gì, hướng đến điều gì. Khi làm mình biết mình đang làm điều gì, hướng đến cái gì. Thì ngay khi đó là mình có chánh niệm, hoặc là đang tu tập chánh định, chánh niệm. Và rồi nói, chú tâm vào cái đề tài mình đang nói đó. Làm, chú tâm vào cái công việc mình đang làm đó, thì khi đó là mình có chánh định, định hay là đang tu tập chánh định. Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định này mình hiểu đó như là cái tâm của mình đó, kiên định vững chắc nè, để mình nói nè, mình làm dựa trên cơ sở hiểu biết đó, chứ
mình không nói không làm vì người khác người ta hâm dọa, mình không nói không làm vì lợi lộc này kia kia nọ, vân vân. Đó, mình kiên định cái lập trường của mình, tâm mình vững chắc như vậy đó, thì được xem như là mình có hay là mình đang tu tập cả ba chánh sau này đó. Đó, ba chánh sau này. À thì mình hiểu vậy, mình tin vậy, mình tu tập theo kiểu vậy, đến khi mà thành mãn đó, thì lúc đó đó là mình sẽ trở thành bậc thánh, xin thú gì? Bậc thánh nè, hay là thánh chúng, hay là đệ tử nè, hay là thinh văn đó, là những người hiểu, tin, thực hành thành mãn bát chánh đạo này, hay là bát thánh đạo này. Thì khi mà mình tìm niệm tưởng họ nè, mình tu tập liên hệ đến họ đó, là mình bắt chước họ, họ tu tập bát chánh đạo, vậy mình cố gắng tu tập bát chánh đạo theo. Đến lúc nào thành mãn thì bây giờ mình gia nhập vô cái dầm đối với họ, tức là mình trở thành thánh chúng. À thì bây giờ mình trở thành thánh chúng đó, là người xuất gia hoặc là người tại gia cư sĩ, thì mình cũng đều hưởng được những cái đặc ân giống như họ. Đó là gì? Xứng đáng cho người, cho chúng sinh cúng dường, xứng đáng cho chúng sinh chắp tay lễ bái, xứng đáng là cái thửa ruộng phì nhiêu màu mỡ để cho chúng sinh gieo hạt. Niệm tưởng hay là tu tập tăng già theo cái kiểu này nè, xin thưa quý vị, à, thì khi đó đó bản chất của mình, mình đó xin thưa quý vị, tâm của mình đó, thử hỏi bà con chư Phật tử chúng ta chứ vẫn chạy chưa, kiên định chưa, thanh tịnh chưa, trong sạch chưa? Nếu mà mình đã có những cái này rồi nè, thì ai nói gì mà kệ họ, lòng ta vẫn vẫn như kiện bá chấn. À, thì khi mà cái tâm của mình đã kiên định, vậy tâm của mình trong sạch, vậy tâm của mình thanh tịnh, vậy thì dầu cho phạm thiên chư thiên nó cũng không thể nào làm cho cái tâm của mình bị lay chuyển được. Chúng ta nhớ ông Cùi Subhabhutha không? Ông Cùi Subhabhutha sau khi ông nghe Đức Thế Tôn thuyết giảng Phật pháp xong, ông chứng đắc được đạo quả tu đầu quần, ông rời khỏi hội chúng, thì vua trời Đế Thích mới giả dạng xuống để thử ổng đó, dụ ổng. À, nói ông bác lại những cái gì mà ông Sa Môn kia nói đó, à, thì tôi cho ông tiền bạc vậy nè, tôi cho ông giang sơn của cải vậy vậy nè. À, thì ông Subhabhutha đó, ông đâu có lung lay cái tâm của ông đâu, xin thú gì ông có lung lay. À, thì thành ra là gì, với người đó mà hiểu tin thực hành viên mãn bát chánh đạo này, làm cho tâm của họ trở nên trong sạch thanh tịnh vậy đó, thì không có ai có thể làm lay chuyển được tâm của họ. Vì có nghĩa là gì? Họ không bị phi nhân, không bị tà ma quấy phá. À, rồi với những người vậy đó, thì có thể đó là tránh bùa chú, tránh những cái tai bay họa gợi. Chúng ta nhớ đó là con gái của ông Anathamindika. À, lấy theo chồng về xứ xa, xa Phật, xa thánh chúng, cho nên mới than vãn với cha, thì cha mới bày cho ông cách, đó là bỏ ra mớ tiền để kiếm cô kỹ nữ đó về làm vợ, thay cho mình thời gian để mình được đi làm phước. À, thì cô kỹ nữ về thay thời gian, cái tưởng đâu mình là vợ luôn, thành ra đó là trịch thượng lên. Có một lần nọ đó là lấy nước sôi trà tạt cô chủ. À, thì con gái của ông cấp cô độc này là bậc thánh rồi, là thánh chúng đó, à, cho nên mới rải tâm từ, thì nước sôi đó biến thành quả, biến thành quả. À, vậy thì với người đó ha, mà hiểu tin tu tập thành mãn bát chánh đạo này, có thể tránh khỏi vô số nạn tai vậy. Và thành mãn đến đệ tứ sa môn thì người đó không còn bệnh tật nữa. Và sau khi thân hoại mạng chung, người đó không trở lại trạng thái này nữa, thì bỏ luôn bệnh tật về thân. Niệm tưởng tăng già hay là tu tập tăng già là phải như vậy đó, xin thưa quý vị. Thì lúc đó đó,
cái niệm tưởng hay tu tập đó đó mới khiến cho người đó đó mới khiến cho cái người đó đó ha không còn bị bùa chú hay là bị phi nhân quấy phá hay là bị bệnh tật nữa. Thì ước mong qua cái sự giảng giải này của chúng tôi đó thì bà con chư Phật tử chúng ta cũng hiểu nắm được cái ý nghĩa ở trong cái câu kệ mà Đức Phật ngài dạy đây, để từ đó đó chúng ta tu tập sao để cho bản thân của mình có được những cái khả năng này. Chúng tôi xin được chấm dứt cái thời giảng với đề tài câu kệ Pháp Cú số 298 tại đây. Phước báo phát sanh do sự giảng pháp này, chúng con thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức, cầu mong các ngài an vui trong đời sống phàm hạnh. Xin được chia điều đến quý cô tu nữ cùng chư Phật tử, mong quý vị được hanh thông trong đời sống, được tiến hóa trong Phật pháp. Xin hồi hướng phần phước này đến chư thiên trong ba cõi, nhất là các vị có đại quay lực, đại thần lực, cầu mong chư thiên tùy hỷ với phần phước này và hộ trì Phật pháp được bền vững, hộ trì chúng sanh đồng tiến hóa an vui. Nam mô Bụt-tha-ya. Dạ, sa thú, sa thú. Chúng con kính tri ân Đại Đức Minh Mẫn đã giảng bài học số 298 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Đại Đức, và con kính thỉnh Đại Đức Minh Mẫn chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo vì thượng tọa minh hạnh đã rời rung. Và con kính nhân bích đính sư. Pavatu sapa mangalang rakantu sapa devata sapa bhutanu favena sapa thammanu favena sapa sankhanu favena sada sothe pavantu te. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Và sa thú lành thai, chúng con kính tri ân thượng tọa minh hạnh Đại Đức Minh Mẫn cùng chư Tôn Đức. Đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới ôn bài và học pháp, và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Yane wata santi vihara vasini thupe gare bodhi gare tahin tahin ta thamma da de na pavantu vujita sothin karante tha vihara mandale thera chamap chana vaka chabikha vo sarami kadana pati upasaka gama cha de sani gama cha isara sapana puta sukita pawan tu te cha na bu cha ye pi cha anda sampawa samse da cha ta athavo papatika niyani kang dhamma warang patitya te sabbe pi dukkha sakharantu sankhayam tha tu chi rang sa tang dhammo dhammathara cha buddhana sankho ho tu samaggo va athaya cha hitaya cha amhe rakkhantu sabbhammo sabbe pi dhammacarino buddhim sampahuniyama Thammariya Pawe Di Te. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào rung nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào rung học pháp. Kính chào tạm biệt. Cảm nhân xin xuất huyết.